xếp hàng dài hàng trăm mét vào siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, chờ cả tiếng để thanh toán. Mùng 8 tháng 7 năm 2021, người dân Sài Gòn phải xếp hàng dài cả trăm mét ngoài phố để có thể vào siêu thị mua đồ, và khi thanh toán cũng phải chờ cả tiếng để thanh toán do quy định mới nhằm tránh tập trung đông đúc, chen lấn. Ngày 8 tháng 7, các siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh hạn chế số lượng người ra vào mua hàng hóa để tránh tình trạng tập trung đông đúc trong mùa dịch. Người dân phải xếp hàng chờ đợi ngoài sẵn để đến lượt vào mua sắm. Tại một siêu thị trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, những người đi xe máy phải dừng xếp hàng bên ngoài vì bãi giữ xe đã kín chỗ. Đoàn người và xe nối dài hàng trăm mét dọc tuyến phố. Một số người gửi được xe để vào được siêu thị cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Tình trạng tương tự diễn ra ở siêu thị Co-op-mart trên đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức. Trước giờ thực hiện chỉ thị 16 trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, người dân ai cũng lo lắng và mang tâm lý chuẩn bị, tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mình. Những người xếp hàng bên ngoài khi vào bên trong siêu thị phải thực hiện khai báo y tế, sau đó tiếp tục ngồi chờ giãn cách để những khách mua sắm bên trong ra ngoài mới có thể vào. Tôi nhờ con trai trong xe, rồi chạy vào siêu thị mua ít rau, cá, nhưng phải xếp hàng 2 lần, hơn 30 phút rồi vẫn chờ ở sẵn, chưa đến lượt vào khu mua hàng. Chị Huyền, một khách xếp hàng vào siêu thị Co-op-mart nói, bên trong khu vực mua sắm của siêu thị đã không còn cảnh tấp nập như 2 ngày trước nhưng vẫn khá đông đúc. Khách chủ yếu là các chị em phụ nữ, những người nội trợ chính trong gia đình. Tại khu vực bán rau củ, hàng tươi sống, khách chen chân chọn các thực phẩm tươi sạch. Tôi chỉ mua ít rau củ, trái cây và mì gói, còn thịt thì đã có người thân ở quê gửi lên cách đây mấy hôm, cũng đủ cho cả gia đình dùng vài ngày, khi nào hết sẽ ghé mua thêm. Bà Hoa, một hành khách vào được bên trong siêu thị từ sớm nói, những ngày gần đây, khách đến mua hàng hóa ở siêu thị tăng cao nhưng chúng tôi đã có phương án bổ sung, chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cần thiết. Các siêu thị của hệ thống đã tăng lượng hàng hóa lên 3 đến 5 lần và hoạt động xuyên suốt, nên người dân không cần mua sắm dồn dập, tụ tập quá đông, đại diện siêu thị cho biết. Nhân viên siêu thị liên tục chất thêm mì gói lên kệ. Theo các nhân viên, người dân chủ yếu mua thịt tươi, rau củ, gia vị, đồ ăn nhanh, nên các quầy này liên tục cháy hàng và phải luôn tay bổ sung sản phẩm kịp cho khách lựa chọn. Tại khu vực tính tiền của siêu thị Bích Xê miền Đông quận 10, mỗi quầy thu ngân có ít nhất 5 khách xếp hàng chờ thanh toán. Siêu thị huy động mỗi quầy thu ngân có 3 nhân viên làm việc, nhưng vì người dân mua nhiều hàng để tích trữ, nên việc tính tiền mất nhiều thời gian, mỗi khách ít nhất 10 phút. Có khách chờ tới lượt cũng mất gần tiếng đồng hồ. Nhiều người mua số lượng hàng lớn, chất lỉnh kỉnh kiếm xe gắn máy để chở về nhà thôi.